Hương Thơ và chương trình Phụ Nữ Ngày Nay của Sài Gòn TV do Hương Thơ phụ trách xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta sắp bước vào mùa lễ hội cuối năm, nào là lễ Giáng sinh sắp tới, chúng tôi đang thâu vào hai tuần nữa là lễ Giáng sinh, rồi mình sẽ bước qua lễ Tết Tây, Tết Ta rồi đến lễ Tình Nhân liên tục. Trong những dịp lễ này thì chắc hẳn suy nghĩ của nhiều người chúng ta là vấn đề quà cáp, nên chọn món quà ý nghĩa và độc đáo nào để mà người chúng ta trao tặng sẽ vui thích và vừa lòng. Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay hôm nay chúng tôi sẽ được tập trung vào đề tài nghệ thuật tặng quà. Và chương trình hôm nay vẫn với sự góp mặt của hai vị khách mời rất là thân thương của Hương Thơ là bác sĩ Ngô Văn Định, một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta trong lĩnh vực y khoa. Và năm văn phòng của bác sĩ Ngô Văn Định nằm trên đường Westminster góc đường Brookhurst. Và cũng là chị Lê Nguyễn Thạnh, là người có kinh nghiệm trên 10 năm trong vai trò điều phối viên bệnh nhân của công ty 247 Care at Home. Và số điện thoại xin quý vị ghi lại nếu cần đến là 714-220-7091. 220-7091. Hương Thơ xin mến chào chị Nguyễn Hạnh cũng như bác sĩ Ngô Bất Định. Hôm nay hai chị em mình có vẻ màu, có vẻ Giáng sinh vậy. Giống như cây Giáng sinh còn thiếu bác sĩ Định thôi. Thôi bác sĩ Định làm cái quả chuông đi ha. Thưa quý vị, nghệ thuật tặng quà trong giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Tặng quà chính là mang lại niềm vui cho cả người cho cũng như là người nhận, thể hiện cái tình cảm thân thiết, quan tâm và tôn trọng đối với người nhận. Mà quà tặng Hương Thơ nghĩ là cũng là cái cách mình kết nối giữa người với nhau, xây dựng cái mối quan hệ tốt, đẹp hơn và mình mang lại cái niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà Hương Thơ nghĩ người ta nói là the art of giving, là cái nghệ thuật tặng quà đó, thì cũng là một cái nghệ thuật, thì mình phải là một người nghệ sĩ không? Mình mới mới đạt được cái nghệ thuật đó. Thì bây giờ mình nói mình cái nghệ thuật tặng quà như thế nào? Chị Hạnh nghĩ là trong theo ý chị là như thế nào mình tặng quà một cách nghệ thuật, thưa chị? Thật ra đó thì mỗi người có một cái ý thích riêng. Theo ý của mình thì ông bà mình có nói là của cho không bằng cách cho, cũng giống như là Hương Thơ nói đó, một cái nghệ thuật. Như là Hương Thơ biết thì chúng ta không có tặng quà cho người thân hay là bạn bè theo ý thích của mình, mà mình nghiên cứu, mình coi là cái người đó họ thích cái gì. Đôi khi cái món quà đó nó thiết thực hay là nó ý nghĩa trong cái trường hợp nào, đó là cái điểm chính mà mình đi chọn quà, đó là ý của mình. Vâng, còn bác sĩ là tặng quà nên nó phải mất tiền hay là như thế nào, cái giá trị của món quà nó có đồng nghĩa với cái ý nghĩa của món quà không? Vâng, mình cái cứu cánh cuối cùng trong cái triết lý mà sống của mình là làm sao mà món quà làm vui lòng người đó. Thì vui lòng người đó thì mình phải hiểu cái con người đó. Người đó vui lòng khi mà cái món quà nó thực dụng cho cái công ăn việc làm và cái sinh hoạt hàng ngày của cái người đó. Nếu mà người đó là người thực dụng, còn cái người đó là người có ý nghĩa mà tinh thần, một cuốn sách hay tập thơ hay là cái gì mà người đó có vẻ chú ý đến cái vấn đề mà cái người cho bỏ ra nhiều thời gian và công phu và tâm lực để mà nghiên cứu, bỏ suy nghĩ hoặc là hands on á, tức là vẽ, viết hay là sắp xếp hay là personalize cái gift đó, là cá nhân hóa, đặt bỏ cái tạo dạ, đúng. Sáng tạo riêng của mình. Họ tinh tế đến mức mà cái món quà này hình như là phải đi đến Hy Mã Lạp Sơn mới mua được hay là hay là đi về qua bên Congo mới mua được á. Wow. Họ biết được điều đó thì thì nó to ý nghĩa, ý nghĩa là thực dụng mà làm cho người đó đạp lòng, vui lòng. Còn thì có thể chỉ là một cuốn tập thơ mà nó từ bên Tây Tạng đó, cuốn kinh đó, từ bên Tây Tạng mà có chữ, nếu họ là người religious cuốn gì đó, thì làm sao cái đó mà cho vui đạp lòng người đó là cái cứu cánh cuối cùng. Hoặc là nếu mà người đó lại thích những cái gì mà nó to thác về tài lực á, thì tốt nhất mình cho tiền cash hay là cái cashier check để cho họ muốn mua một cái gì, tại vì nữ trang nhiều khi người đó lại không hợp ý người đó. Cho nên mình mới rồi đó thì mình có tặng cho bà xã mình, thì mình có gọi cho cái nơi mà bán mỹ trang đó, mình nói cái set này là chỉ là cái tượng trưng thôi. Thì tới ngày hôm đó là ngày sinh nhật thứ 50 của vợ. Mình đeo lên cho
cho Ly. Nhưng mà mình cũng nói là cái chỗ mà bán đó là Ly có thể trở lại để mà tìm cái thích tìm hợp cái hơn nào mà thích hợp mình lên, mình có giao trước như vậy. Thì nhưng mà Thương cơ nghĩ là Ly rất là vui. Nhưng mà phải có cái đó để cái ngày sinh nhật đó nó mới có cái đeo lên, có cái hình thức đeo lên. Chứ còn đưa một cái check nó kỳ quá. Đúng rồi. Cho nên tùy theo mình phải hiểu cái con nữa. Nói cái chuyện mà mình có sự tinh tế, tinh mẫn mà có chút suy nghĩ, bỏ ra suy nghĩ trong lúc lái xe, trong lúc ăn uống, trong lúc ngồi như không có chuyện gì làm mà suy nghĩ cái người đó thích cái gì, cái đó nó là lớn lắm mà, cái đó là lớn lắm mà, cái đó nó có công phu, nó có sự cái trái tim chân thành trong đó, thì phải biết được người đó muốn gì, cần gì, thích gì, và mình cái cứu cánh cuối cùng là làm cho người đó vui lòng. Xin bật mí quý vị là Hương Thơ dự, Hương Thơ cũng làm MC cho cái lễ sinh nhật 50 của người vợ yêu dấu của bác sĩ Định. Và khi mà bác sĩ tặng một món quà là bộ nữ trang bằng kim cương nha, cái vòng và cái bông tai á, cánh mắt của người vợ, người bác sĩ là thấy nó sáng hơn cả kim cương. Tại không phải vì cái sự đắt giá của cái bộ nữ trang mà cái lòng của người chồng tặng và phô bày cái tình yêu đó trước mặt bạn bè thân yêu cũng như gia đình đó. Cái hạnh phúc là như vậy đó. Là cái ý nghĩa của cái cách tặng quà và cái thời điểm đúng thời điểm để tặng quà. Hương Thơ nghĩ cái nghệ thuật, những cái nghệ thuật tặng quà, Hương Thơ đọc qua có nhiều người ta nói là tặng quà rẻ tiền quá thì dễ bị hiểu lầm là coi thường, tặng quà đắt quá thì gây ra cái những cái lo ngại về hệ lụy là người ta nói của biếu là của lo, của cho là của nợ. Giống người ta tặng mình mất tiền quá mình phải nợ người đó, phải tặng phải tương đương như vậy không ạ? Đúng vậy. Rồi như là bác sĩ Định là tặng quà đúng thời điểm, khi nào thích hợp mà, và cái một cái yếu tố rất là nhỏ nhặt mà mình nhiều khi mình quên đi, đó là khi mình tặng quà đó, Hương Thơ đọc là ta khuyên nên mình gói quà một cách tỉ mỉ, cẩn thận và đẹp, và kèm theo cái thiệp mà viết tay nha. Chứ Hương Thơ thấy nhiều người bây giờ cái thiệp in sẵn rồi ký tên không. Hương Thơ rất là thích đọc thiệp, nhất là của con mình hay của người chồng hay là người yêu hay bạn bè viết những cái lời của họ tặng cho mình. Hương Thơ save hết để dành hết, rất là quý. Và bây giờ từ bé ai cũng muốn tặng, thích tặng quà phải không? Ai cũng thích tặng quà, nhất là như phụ nữ thích nhiều hơn các ông. Vậy chúng ta sắp đến mùa lễ Giáng sinh đi, chị Hạnh thì thích được ông xã tặng cái gì hay con tặng cho mình cái gì? Thật ra đó thì hồi xưa đó, hồi mấy cháu còn nhỏ đó, thì mình đóng cửa phòng, mình gói quà cho tất cả mọi người. Khi mà chúng lớn rồi đó thì mình không biết là chúng thích cái gì về điện tử hay cái gì. Thành ra đó mình phải nói là practical đó, là mình mua cái gift card để mà cho chúng nó muốn chọn cái gì thì là tùy hỷ. Còn thật lòng mà nói đó, cái này là bí mật mà hơi mắc cười, là mình với anh Đức á, là không có tặng quà cho nhau. Tại vì anh Đức anh nói một lý do rất là ăn gian, anh nói chứ bây giờ hồi nào giờ không có tặng, không có thói quen tặng. Trong lòng tôi nghi ngờ chuyện gì đấy, trong lòng của tôi là vậy rồi, nếu mà tôi tặng là tôi có cái tẩy cái gì hay sao. Thành ra hả, rồi nói huề vốn coi như là không có. Và thêm một điều nữa là sinh nhật của hai đứa đó cùng năm cùng tháng mà cách có một ngày. Thì may quá anh Đức lớn hơn mình ngày, nếu không mình làm chị rồi. Thành ra đó không ai tặng quà cho ai, nhưng mà các cháu cũng có tổ chức một cái buổi cơm chung để mà có cái tình thân, có một cái bonding, đó là món quà về tinh thần. Thật lòng mà nói là như vậy, chứ bác sĩ không biết chứ hồi xưa đó đâu có nhẫn cưới gì đâu, đúng, có nhẫn cỏ thôi. Mà cũng lấy nhau 39 năm vậy là sao? Thấy không? Thành ra vấn đề tinh thần. Nếu quý vị chưa biết, tình cờ mà bây giờ với mấy tóc mới mà không nhận ra. Chị Nguyễn Hạnh là phu nhân của nhạc sĩ Trần Duy Đức, một nhạc sĩ nổi tiếng với bài hát Nếu Có Yêu Tôi đó thưa quý vị, phổ từ thơ Ngô Tịnh Yên. Còn nhưng mà chị là cái quà tặng tinh thần đối với chị quan trọng mà chị mong đợi từ gia đình. Đúng. Còn bác sĩ Định thì sao? Đàn ông thường thường thích, có thích tặng quà không bác sĩ? Thích được nhận quà không? Thì đàn ông thường thường phải tặng quà cho phụ nữ nhiều không? Mình không để ý lắm chị, nhưng mà nếu người nào tặng quà là mình tri ân lắm. Mình có một bệnh nhân biết mình hay trong thời đại dịch đó mình hay lên nói để đánh phá những cái mà
tin giả về vấn đề mà vaccine hay là tin hay là COVID-19 không có thật hay là gì đó hay là thì gia đình đó người bệnh nhân đó là cô chú thương lắm. Cô chú tặng cho 70 cây caravat. Bảy chục luôn. Thì mình lấy 40 cái, 30 cái mình tặng cho giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc lại chú Hoàng Bắc. Với lại thì mình chia đều ra chia cũng đều mình nhiều hơn. Thì quý hả? Thì cô chú nói là để cho bác sĩ có đủ caravat lên mấy chục xô. Nhưng mà bác sĩ muốn mong cầu món quà gì từ vợ bác sĩ, từ người phối ngẫu? Thật tình là đối với định nhiều những đứa con này món quà lớn nhất, lớn hơn cả tính mạng của mình. Cái mang nặng đẻ đau đó chị, cái kêu mang mà 9 tháng 10 ngày rồi, những cái điều nguy hiểm cho những thai phụ và lúc mà sanh con đó, thì mình cũng có mổ chỉ mà trời mình đỡ cái đầu trời đi đứng lên ngồi xuống khó khăn lắm, cho nên mình biết huống hồ gì mà bà xã mình mà khi mà sanh nhà nở xong đó, hy vọng các ông đều nghĩ như bác sĩ Định, thương vợ hơn. Trời ơi, mà phải ngâm sít bát này nó để cho nó lành lại. Trời ơi, mình thấy thương lắm. Thì mình thấy mấy đứa con những món quà mà tặng mấy con vô giá. Vâng, nhà với lại mình không cần cái gì từ bà xã, mình chỉ cần có là cho bác sĩ mấy đi chục hát năm nay là cho bác sĩ đi hát tự do. Sáng nào cũng có ly cà phê lại tô bún hay là đĩa cơm tấm hay là bún vịt bún măng, lúc nào cũng là những cái món phở hay là ít bao giờ là cơm lắm. Trời ơi, những cái ông mà thấy bà nhà mà cho ăn mà không phải cơm mà sáng nào cũng có phở là hủ tiếu bánh canh thật tình mà nói không còn đem, không còn phải mơ tưởng đến điều gì khác rồi. Ly cà phê gần 30 năm nay như vậy rồi thì còn thì đó là những món quà hình như mỗi ngày mình đều có rồi. Quá hạnh phúc phải không ạ? Quá hạnh phúc. Thường thường phụ nữ ai cũng thích tặng quà như là hoa ha, hoa hồng, rồi nước hoa, đồ make up, đồ mỹ phẩm, đồ chăm sóc da, rồi nữ trang, ví bóp, giày dép, hay được đi du lịch, hay là cái phone mới. Còn mấy bà ông thì thích được như là cà vạt, ha, đồng hồ, ha, đồ hàng hiệu, thắt lưng, rồi viết bút, không? Rồi áo sơ mi. Nhiều khi bây giờ mấy ông cũng thích skin care lắm, thích là đẹp lắm. Đúng rồi đó. Kính mát không? Bây giờ có nhiều ông lại thích những cái coupon mà voucher đó để đi vô ice spa hay là Thực tế, đó là những món quà mà chúng tôi gợi ý. Nếu quý vị chưa tặng cho người yêu quý vị thì quý vị có thể tặng những điều đó. Nhưng mà cái quan trọng đối với Hương Thơ thì giống như chị Hạnh đó, bây giờ con lớn rồi không biết mua quà gì cho chúng nó thì Hương Thơ cho tiền thôi. Các con cứ mua tất cả những gì xong khi mà các con hỏi lại Hương Thơ thì mẹ muốn gì, mẹ muốn quà gì, năm nào cũng hỏi, nhưng mà Hương Thơ nói món quà của mẹ là các con, được gặp các con, được gần với các con và cháu. Đó là món quà lớn nhất đối với Hương Thơ thôi. Còn ông xã Hương Thơ thì không bao giờ tặng quà cho Hương Thơ đâu. Sao giống quá vậy, bị lây á. Ông nói là tôi tặng cả đời cuộc đời tôi cho cô rồi không có gì nữa. Nhưng mà món quà hàng ngày mà Hương Thơ nhận được là giống như bác sĩ Định đó. Ly cà phê buổi sáng, rồ máy xe cho nóng trước khi mình đi, mang những đồ mình phải đi làm để sẵn lên xe, rồi phụ giúp những công việc hàng ngày. Hương Thơ nghĩ đó là cái món quà mà lát nữa đây chúng ta sẽ nói về những cái món quà chúng ta có thể thực hiện hàng ngày cho những người thân yêu mà không phải tốn tiền. Đó là cái tình những cảm món quà mà không rờ được mọi không rờ được. Nãy giờ mình nói là những món quà mà vật chất đúng, tức là có thể có thể rờ được. Giờ mình nói lại cái làm sao mình tìm một cái món quà đúng cho mình trở lại đó. Đi để mình gợi ý cho khán thính giả nghe đúng. Là bác sĩ phải nói là đối tượng mình là gì ha, cái gu thẩm mỹ là gì đó. Rồi tuổi tác luôn hết gì đúng vậy đúng rồi, nó phải thực thực dụng thực tế và cá tính của nó đáp ứng cái làm cho người đó cái sở thích của người đó thì muốn nghĩ ra điều đó không phải dễ, nghĩ ra điều đó phải có cái tâm tư, cái suy nghĩ và cái care đó và cái mối quan tâm đủ với người đó chứ còn không cái sự hời hợt mà nhanh gọn lẹ để mà cho qua ngày tháng á, cái người nhận người ta biết liền à. Vâng, cái điều đó mình cũng cần sáng tạo, như bác sĩ nói mình tạo cái dấu ấn cá nhân, tiếng kêu là signature của mình. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2 với đề tài ngày hôm nay, nhân dịp chúng ta bước vào mùa lễ lạc, đó là
nghệ thuật tặng quà và trao tặng như thế nào. Xin quý vị trở lại với phần 2 sau vài thông tin thương mại.